Chào các bạn đã đến với góc yêu bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món, đó là món xôi ngô các bạn nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây đó là gạo nếp rất là quan trọng, và gạo nếp ngon nó cũng quyết định được cái món xôi ngô của mình rất là nhiều. Gạo nếp ở đây thì mình đã ngâm trước từ đêm hôm trước, và để sáng hôm sau mình dậy mình nấu thì cái gạo của mình nó lở hoàn toàn. Đến khi nấu các bạn, gạo nó sẽ không bị co lại và rất là ngon. Nguyên liệu tiếp theo đó là ngô. Ngô này thì các bạn sử dụng đó là một bắp. Thì mình sẽ tách hết cái phần đấy ra các bạn nhé. Tách ra để mình lấy phần hạt này. Nguyên liệu tiếp theo đó là một chút dừa. Dừa này thì mình đã lạo rồi nhé. Và không thể thiếu đó là nước cốt dừa các bạn nhé. Nước cốt dừa tạo nên cái hương vị rất là thơm cho cái món ăn của mình. Thì bây giờ ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng đó là một chút muối để cho vào cái xôi của mình, để cái xôi của mình nó đậm đà hơn nhé. Sau khi vo gạo xong thì các bạn sẽ để ráo với nước, rồi chúng mình sẽ tiến hành cho gạo vào cái thau, vào cái chậu này, rồi mình cho ngô. Các bạn để ráo nước cái gạo ấy, để cho cái gạo của mình khi mà mình cho thêm muối thì nó sẽ không bị nhạt đi ấy. Tại vì khi mà các bạn mà để còn nước ấy, thì nó sẽ bị róc ra ngoài ấy. Thì trong quá trình mà các bạn đun ấy, trong quá trình các bạn làm như thế này thì đến lúc đấy nó mới bắt đầu róc nước, thì nó sẽ bị rơi hết một muối của mình cho vào ấy các bạn. Rồi sau đó các bạn cho dừa vào. Và một chút muối các bạn nhé. Ở đây thì mình sử dụng muối bột cay. Các bạn chỉ cho một thìa thôi các bạn. Hai thìa dầu dừa. Cho cái món xôi của mình được ngon hơn. Các bạn có thể cho dầu dừa luôn bây giờ, hoặc là các bạn có thể cho khi mà cái xôi của mình nó chín rồi ấy, thì lúc đấy các bạn cho vào cũng được. Thường thường thì mình hay cho trước. Món xôi này thì các bạn có thể ăn cùng với pate hoặc ăn cùng với súp. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho ra cái trong hấp này nhá. Mình sử dụng hấp bằng xoong cơm điện, cho nên là mình sẽ hấp bằng này. Rồi sau đó các bạn sẽ dàn đều trên cái bề mặt này nhá. Ở đây thì mình đã đặt trước một xoong nước rồi. Chúng ta sẽ hấp trong thời gian là 45 phút các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ấn nút cúc để tiến hành cho xôi bắt đầu được đun nhé. Đây là thành phẩm của mình sau khi các bạn đun 45 phút các bạn nhé. Xôi rất là dẻo và có vị thơm của dừa, của ngô quyện lại. Đây là một món ăn sáng mình cảm thấy rất là phù hợp với những mẹ mà không có thời gian. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy hay và học được điều gì đó thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có những động lực ra những video tiếp theo các bạn nhé.